sau cuối tuần của các sinh viên đại học. Thật là vui và đi ra từ ngày mai sẽ không phải đi học buổi chiều, không phải buồn ngủ, không phải chỉ muốn đi về các kiểu. Chúng ta phải được ăn, được chơi, được đi tập. Chúng ta là kiểu xàm lì một tí thôi, tại vì mình đi từ trường về, với lại là không cầm đồ tập ấy, đang phải đợi ô xin đến đưa đồ tập hay rồi mới tập được. Chứ ăn mặc thế này thì không thể tập được. Hẹn các bạn clip sau nhé. Bye bye.